Với kênh Đánh Đưa Đe, trong video chia sẻ hôm nay chúng ta cùng nhau đến với nền tảng Binance. Các bạn ấy sẽ cùng với mình tham gia chương trình IEO mới nhất trên Binance. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với dự án mà rất nhiều anh em quan tâm và rất nhiều anh em đang chờ đợi, đó chính là dự án Scroll. Dự án Scroll này thì là một cái dự án mà mạng lớp layer 2 của ETH. Và đây là một trong những cái dự án mà anh em vẫn hay chế những cái ảnh với hình ảnh Tam Quốc, đúng không ạ? Và đây là một dự án chúng ta có thể gọi là dự án siêu gọi vốn giống như các dự án khác, và định giá cực kỳ cao. Định giá dự án này là 1,8 tỷ đô, và dự án này thì đã gọi vốn được 80 triệu đô. Và đây thì chúng ta có một quỹ tiêu ăn, đó là quỹ Polychain, và phía dưới đây là danh sách dài các cái nhà đầu tư khác nữa. Đối với dự án này thì chúng ta sẽ có chương trình non-pay ở trên Binance, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chút với Binance Research để chúng ta có thể có những cái thông tin sâu hơn về cái dự án này. Trước tiên, ở trên Binance thì đã công bố phiên non-pay, và đi kèm với đó thì Cron sẽ là một cái dự án đầu tiên được đưa vào chương trình Knitting Prime Maker. Prime Maker là một trong những cái chương trình mà rất nhiều anh em cũng đã khá quen ở một số nền tảng. Tuy nhiên ở bên Prime Maker Binance nó sẽ khác biệt hoàn toàn một chút. Đó là Binance thì sẽ đưa vào nít cái cặp giao dịch SCR luôn. Đấy, sẽ nít cái cặp SCR ở trên Prime Maker. Nhưng cái Prime Maker này không phải là nít chính thức em ạ. Cái này chỉ là nít thị trường sớm thôi. Đấy, tức là họ sẽ nít cái con này. Tuy nhiên đây là thị trường sớm và anh em giao dịch ở trên đây cho đến ngày mà chúng ta sẽ giao dịch chính thức khi sàn spot mở ra. Như vậy nên anh em hiểu một cái vấn đề là ở đây chưa phải là giao dịch chính thức, mà đây mới chỉ là giao dịch sớm thôi. Đây mới chỉ là thị trường dịch sớm thôi anh em lưu ý nhé. Mình nhắc lại là đây là thị trường dịch sớm. Còn sau này thì Binance sẽ mở listing chính thức sau cùng với các sàn dịch khác. Đấy. Còn thời điểm này thì mới là Prime Maker thôi nha. Đấy. Thì cái thị trường Prime Maker sẽ mở vào ngày 11 tháng 10 lúc 17 giờ nhé. Còn đối với cái con này ấy thì lúc này chúng ta sẽ tìm hiểu về cái thông tin với con này. Ở đây thì chúng ta có những cái thông tin khá nhanh. Tức là con này thì sẽ có tổng cung là 1 tỷ token, và ở đây thì phía non pool sẽ chiếm 5,5% tổng cung. Tuần hoàn tại thời điểm mà lead ở trên Binance sẽ là 19% anh em nhé. Đấy. Ở đây chúng ta có dữ liệu từ Binance Research. Và dữ liệu này cho chúng ta những cái phần thông tin giới thiệu về dự án. Ở đây mình sẽ dùng tiếng Việt để dịch sang cho anh em một chút. Ethereum có hệ sinh thái tự động nhất nhưng quá tải tốn kém. Scroll giải pháp ZK Rollup Layer 2 sử dụng công nghệ Zero Cloud Nether Pro để mở rộng quy mô Ethereum, giúp Ethereum rẻ hơn và nhanh hơn, không ảnh hưởng đến tiềm mật. Này chúng ta đã quá quen thuộc rồi đúng không ạ? Khái niệm nắp mạng lớp này hay quá quen thuộc rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ có mã SCR, nó sẽ là mã gốc em nhé. Mã SCR là mã tiện ích gốc, nó nói là mã tiện gốc, và mã thông báo quản trị của Scroll được sử dụng trong các chức năng sau. Thứ nhất là chức năng quản trị sẽ hoạt động vào ngày người nắm giữ Scroll sẽ bỏ phiếu cho các quyết định quản trị liên quan đến việc phát triển giao thức Scroll. Các trường hợp sử dụng tương lai, Scroll sẽ là một mã thông báo giao thức để phân cấp. Đấy. Đấy. Thì ở đây thì chúng ta có thể xem ở đây. Ở đây còn về sau này sẽ là dùng để trả phí giao dịch. Đấy. Thì cái này chúng ta hiểu đơn giản thôi. Cái này nó giống như ở cái mạng ZKSync, nó có một cái công nghệ để sử dụng chính các cái đồng coin làm phí ấy. Cái này bình thường thôi. Đột phá công nghệ thì ở đây anh em thấy là đây là những cái phần nói về đột phá công nghệ. Nhưng thực ra bây giờ mình không còn quan tâm nhiều công nghệ đâu anh em ạ. Mình không quan tâm nhiều công nghệ. Đấy, nếu anh em mà có thời gian thì anh em ngồi anh em đọc công nghệ một chút cho nó vui thôi. Còn thực ra thì chúng ta công nghệ chúng ta đâu có nghiền ý gì đâu. Cái điều quan trọng một cái token lít sàn chúng ta, thực ra người dùng chúng ta, những người dùng đơn thuần chúng ta không quá quan tâm về công nghệ. Công nghệ gì công nghệ, nhưng mà phải làm sao ạ?
phải có các cái developer chạy thành công, phải có các dự án chạy thành công. Chứ còn nếu công nghệ có tốt nhưng mà không có dự án nào chạy trên cái nền tảng đó thì cái mainnet đó sinh ra nó cũng chả có nghĩa gì cả, nó chỉ là in token thôi đúng không? Rất nhiều cái dự án mainnet chúng ta đã trải qua rồi, cuối cùng là cũng không có developer gì cả. Đấy, thì cái này thì chúng ta mình không quan tâm nhiều vào công nghệ lắm. Ở đây thì tên mã thông báo thì chúng ta có mã SCR, và ở đây thì nó sẽ có hai mã, hai cái contract, một cái contract được xây dựng ở trên mạng Ethereum và một contract xây dựng ở trên chính mạng Scroll. Và đây thì cái nguồn cung ban đầu khi niêm yết sẽ mình đã thông tin anh em rồi, các cái phần này thì đã thông tin rồi đúng không ạ? Ở đây thì có một cái phần thông tin mà nhiều anh em chúng ta còn thắc mắc ở đây là gì ạ? Scroll mainnet ra mắt thì ở đây là ra mắt vào tháng 10/2023 đúng không ạ? Và ở đây thì chúng ta đã biết được cái phần thông tin này rồi. Còn listing chính thức cơ, chúng ta còn chờ cái listing chính thức nữa. Thì không biết là listing chính thức vào ngày nào thì sau này chúng ta sẽ tìm hiểu sau nhé. Cái này thì sẽ là do phía sàn và các cái dự án quyết định. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ thấy là đây là cái phần thông tin cơ bản nhất mà chúng ta biết được về dự án này. Ngoài ra thì chúng ta có thể kiểm tra thêm dữ liệu trên CoinMarketCap thì cũng đã có cái phần contract token. Đấy, trên CoinMarketCap thì cũng đã có những cái phần thông tin cụ thể hơn với những cái phần thông báo của dự án. Đấy, vẫn đây là những cái phần thông báo này. iRope thì đây chúng ta thấy là có phần chụp nhanh luôn của cái iRope luôn. Đây iRope chụp nhanh vào 19 tháng 10 cơ. Đấy. Và ra mắt token vào ngày 2 tháng 10 nhá. Đó. Như vậy là thời gian chụp nhanh còn rất là dài. Nói chung là với cái kiểu chụp nhanh kiểu này thì thực ra iRope cũng không phải là ngon đâu. Nên anh em chúng ta cũng không quá kỳ vọng với iRope, các bạn chỉ quan tâm đến non-pool thôi. Từ đây non-pool thì chúng ta thấy nữa một cái là các bạn thấy ở đây nhỉ. Đối với chương trình iRope ở trên, đối với non-pool nên chúng ta sẽ có thời gian bắt đầu staking thì kéo dài từ lúc 7 giờ ngày mùng 9 tháng 10, tức là sáng nay cách đây 2 tiếng thì đã bắt đầu cho stake rồi và kết thúc stake rất là chóng vánh. Đến ngày kia thì lúc 7 giờ sáng ngày kia sẽ kết thúc stake. Và đây chúng ta sẽ có mấy cái pool farm đây các bạn, vào đây chúng ta xem này. Đấy. Chúng ta có pool với SCR này. Và pool sorry anh em, pool BNB và pool FDUSD. Thì đối với BNB thì điểm này giá nó cũng khá hợp lý. Nói chung là tăng giảm thì cũng không, mình nghĩ là không tăng giảm nhiều đâu. Đấy, thì nhìn chung là anh em nếu mà chúng ta có chưa mua thì các bạn có thể mua, còn nếu anh em là đã mua rồi các bạn tiếp tục giữ lại BNB để các bạn tham gia vào cái chuyên viên non pool. Thật ra thì nếu mà anh em đã chấp nhận với hình thức là stake trong các chương trình IEO non pool các sàn ấy, thì bên phía Binance thì các bạn luôn luôn ý thức một cái bài toán là các bạn mua BNB lúc nào giá rẻ nhất, sau đó các bạn giữ lại và tham gia cả mùa luôn đúng không ạ? Sau khi mà cảm thấy giá BNB nó đạt đỉnh rồi thì anh em xả ra, lúc đấy thì nó rất là hợp lý. Chứ còn nếu mà anh em cứ mua vào bán ra thì liên tục như vậy thì không có lợi đâu. Đấy. Thì đây là cái cách hay nhất để các bạn tham gia IEO. Chứ không phải là cái cách mà các bạn cứ bán rồi ăn chênh lệch đâu, không phải đâu. Cái chúng ta việc chúng ta mà chúng ta cứ thấy giá BNB tăng hoặc là giá BNB giảm, chúng ta bán chốt lãi chốt lỗ ấy. Đó không phải là một cái cách hay để các bạn tham gia chương trình IEO. Bởi vì là các bạn cũng không thể nào mà biết được, không thể nào mà đoán được căn được lúc nào BNB nó sẽ tăng và giảm đến mức độ nào. Để vậy là mình khuyên anh em nếu mà chúng ta tham gia thì các bạn nên lựa bắt đáy BNB và chúng ta hold để chơi nhiều phiên liên tiếp. Thực ra thì có rất nhiều rủi ro với đồng coin sàn, nhưng mà dù sao thì coin sàn nó vẫn khá an toàn với nhiều anh em. Tuy nhiên là mình cũng, đây cũng không phải là cái tư vấn anh em đầu tư, nhưng mà đây cái lời khuyên cho anh em thôi, đây cái kinh nghiệm chơi thôi. Đấy, còn mình thì thực ra mấy cái phiên non-pool này thì mình thực ra mình ít chơi, mình chuyên nước sóng. Đấy, nhưng mà với những anh em mà muốn đầu tư an toàn một chút ấy, thì cái lựa chọn non-pool thì nó là khá là hợp lý. Và với một phiên non-pool ở bên phía Binance ấy, mình khuyên anh em nên có vốn từ 5.000 đô. 5.000 đô chúng ta mới chơi. Còn nếu mà dưới 5.000 đô thôi các bạn không chơi. Đấy, vì là cái phiên non-pool bên Binance rất nhiều người chơi và nó rất là cạnh tranh. Thì cái việc tham gia non-pool rất là dễ thôi. Đấy. Chúng ta sẽ có cái pool ở bên BNB thì sẽ có 85% phần thưởng, còn cái pool ở bên FDUSD thì sẽ 15% phần thưởng. Lợi ích của pool BNB chính là anh em chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận từ BNB và kiếm được lợi nhuận từ cả cái đồng coin
đồng coin mà chúng ta sẽ nhận airdrop nha. Cái này là sẽ là airdrop hoàn toàn cho em không phải bỏ tiền ra mua một tí nào luôn. Thì ở đây này anh em chúng ta có thể nắp vào đây nhé, chúng ta ấn vào nút nắp vào này, chúng ta chọn mark và sau đó các bạn nút lock vào đây là chúng ta lập tức nắp và các bạn sẽ tự động nhận phần thưởng ở đây. Thì nếu như anh em mà không thu thập thì hết cái viên non pool thì nó sẽ tự động trả về cho chúng ta. Còn nếu mà anh em muốn thu thập luôn thì các bạn thể ấn vào collect arrow ở đây thì các bạn claim luôn ở đây nhé. Đấy, ok, đó thì anh em chúng ta có thể là tiếp tục tìm hiểu để các bạn tham gia vào các phiên non pool ở trên này rồi. Và cùng với đó thì pool FDUSD thì ngay bên cạnh đây anh em cũng có thể mua FDUSD tương tự để ta stake. Thì đây là đồng stablecoin nên anh em không sợ có cái sự thay đổi giá. Tuy nhiên là pool này thì thường thường là sẽ rất đông người chơi và phần thưởng không nhiều, vì vậy nên là anh em sẽ khá là cạnh tranh. Mà phần thưởng không nhiều thì chắc chắn là sẽ không nhận điều airdrop, thì đây cũng là em cũng lưu ý cái vấn đề này. Đấy, nếu mà có chơi thì các bạn nên chơi pool BNB, cũng có trường hợp cái bia tình toán có phiên là FDUSD sẽ được nhiều hơn nhé. Đấy, ok, đấy thì anh em chúng ta có thể tìm hiểu thêm về dự án Scroll, cũng như chúng ta tham gia vào phiên non pool ở bên Binance khá là an toàn với anh em. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn anh em tham gia với dự án này. Anh em nhớ các mốc thời gian, nhớ cách tham gia vào phiên non pool để các bạn kiếm lợi nhuận cùng với Binance nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn ở video tiếp theo.